Xin chào các khán giả của bình luận viên Trần Hùng. Cuối tuần đã trôi qua đầy sôi động với hai cái tên đáng chú ý nhất. Đó là sự trở lại MMA của Francis Ngannou. Chứng kiến chiến thắng của Ngannou thì John Jones đã nói gì? Với boxing, chúng ta cũng có sự trở lại của Team Ziyu kể từ sau trận đấu đẫm máu với Sebastian Fudora. Anh tiếp tục mang đến một trận kịch chiến và kết quả thì lại không như ý. Team Ziyu bị knock out tan khốc. Đừng quên ấn like video và theo dõi kênh bình luận viên Trần Hùng tin tức khám phá để cập nhật thêm nhiều chủ đề hấp dẫn khác. Gần 3 năm rời xa MMA, Ngannou đã lại được chiến đấu ở thể thức võ tổng hợp với đủ cả đá, gối, trỏ và vật. Là võ sĩ có sức mạnh đáng sợ và là cựu vô địch hạng nặng của UFC, đương nhiên Ngannou được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ trẻ. Nhận định ban đầu là như vậy, nhưng người hâm mộ Ngannou vẫn còn chút lo lắng cho anh trước trận bởi Renan Ferreira cao và sải tay dài hơn hẳn, cùng thành tích knock out ấn tượng. 13 trận thắng của Ferreira thì 12 trận kết thúc đối thủ và chỉ một trận thắng tính điểm. Vào trận, Ngannou nhanh chóng làm cho tất cả yên lòng. Anh như cá về với nước khi được thoải mái đánh ở thể thức MMA. Ngannou bắt đầu với những cú leg kick chất lượng và rồi bất ngờ chọn đúng thời điểm đưa trận đấu xuống sàn. Sức mạnh đáng sợ của Ngannou đã được thể hiện khi anh khống chế hoàn toàn Ferreira để tung ra những cú đấm sấm sét. Trọng tài dừng trận đấu khi hiệp 1 không còn nhiều và Ngannou đã có được đài hạng nặng ở trận ra mắt PFL. Hình ảnh khá hay là cả hai võ sĩ đều ngồi thẫn thờ ngay khi trọng tài dừng trận đấu. Với Ngannou, anh đang nhớ đến cậu con trai Kobe của mình đã mất cách đây mấy tháng. Ngannou từng nói rằng trận đấu này là vì con trai anh. Tôi từng nghĩ mình rất cứng rắn, nhưng giờ tôi nhận ra mình không phải như vậy. Tôi không biết phải làm sao để vượt qua nỗi đau này. Tôi nhận trận đấu này vì Kobe. Tôi mong rằng tên con trai của mình sẽ được ghi nhớ. Nếu không có Kobe, chúng ta sẽ không đứng đây ngày hôm nay. Với Renan Ferreira, có lẽ anh còn chưa hoàn hồn sau khi phải nhận những cú đấm có sức mạnh khủng khiếp từ nhà cựu vô địch UFC. Ferreira sẽ thấy được sự cách biệt sức mạnh của mình so với Ngannou lớn như thế nào. Trước đó thì Ferreira từng nói mình là trở ngại lớn nhất của Ngannou trong năm nay và sẽ khẳng định vị trí số 1 của làng MMA thế giới. Nhưng giờ thì anh hẳn đã có cảm nhận thực tế hơn rồi. Tiếp theo, Ngannou và Ferreira nhận được bao nhiêu tiền cho trận đấu này? Theo nhiều nguồn tin, dù thua nhưng Renan Ferreira vẫn có thể hài lòng với số tiền cao nhất trong sự nghiệp. Năm ngoái khi giành đai hạng nặng của PFL sau nhiều trận đấu, anh bỏ túi $1 triệu. Thì giờ đây, chỉ với một trận gặp Ngannou, anh đã có số tiền $2 triệu. Còn Ngannou, anh có hợp đồng 2 trận với PFL đều là những số tiền trong mơ với một võ sĩ MMA. Gặp Renan Ferreira là trận 1, Ngannou được 8 triệu. Anh sẽ còn một trận nữa và sẽ có con số 12 triệu. Những khoản này còn có thể tăng thêm kèm theo tiền ăn chia bản quyền hoặc bán vé tài trợ. Quá mỹ mãn cho Ngannou. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Ngannou đã nhận được vô số lời khen ngợi. Một trong số đó là John Jones, người được xem là kỳ phùng địch thủ của Ngannou và là GOAT của làng MMA thế giới. John Jones đã không tiếc lời. Ngannou thể hiện quá tuyệt vời. Đó là MMA đích thực. Với những cú đá, những pha quật ngã, rất vui khi thấy anh tỏa sáng nhà vô địch. Chúc mừng, tôi vẫn quan sát anh đấy. Nhiều người không quên vào khịa John Jones nói rằng nếu gặp Ngannou, John Jones sẽ lãnh đủ. John đã bình thản đáp lại: ai cũng nghĩ rằng sẽ đánh bại được tôi cho đến khi họ vào lồng với tôi. Về một trận đấu tiềm năng John Jones Ngannou, phía PFL của Ngannou có vẻ rất sẵn sàng để Ngannou thi đấu, bởi Jake Paul, một trong những người sở hữu của giải đấu, tỏ ra rất hào hứng. Vấn đề chính hiện nằm ở UFC của ông Dana White và bản thân của John Jones nữa. Theo anh em, liệu chúng ta có thể chứng kiến trận đấu kinh thiên động địa giữa John Jones với Francis Ngannou trong tương lai không? Tạm dừng MMA, giờ chuyển qua boxing. Team Ziyu rất được lòng khán giả bởi phong cách thi đấu chết bỏ. Nhưng khi tranh đài IBF, team đã gặp một đối thủ quá cứng cựa và làm cho chúng ta nhớ đến Artur Beterbiev, đó là Bakram Mutazaliev. Ít ai có thể ngờ team lại bị thua đau đến vậy.
dù trước đó chúng ta đã hình dung ra sức mạnh đáng gờm của Murtaza Aliyev. Võ sĩ này là nhà vô địch IBF với thành tích bất bại và tỷ lệ knockout cao, 22 thắng thì 16 knockout trước khi gặp team. Trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu khi team Ziu và Murtaza Aliyev không ngần ngại cùng lao lên chiến đấu. Và khi đó thì sự vượt trội sức mạnh của Murtaza Aliyev đã được thể hiện. Võ sĩ với chiều cao 1m83, để râu và sức mạnh đôi tay khủng khiếp. Nhiều người còn ví Murtaza Aliyev như Peter Biev ở hạng 70kg. Chính team Ziu cũng công nhận chiến thắng xứng đáng cho đối thủ. Anh nói sau trận: "Nhiều thứ đã không giống như kế hoạch của tôi. Tôi đã chuẩn bị kỹ và cảm giác hoàn toàn sung mãn bước vào trận đấu. Nhưng rồi tôi dính đòn nặng sớm và bị chậm lại. Tôi không muốn đổ lỗi gì cả, anh ta thắng xứng đáng. Chúng ta không ngừng học hỏi trong cuộc sống." Còn với Murtaza Aliyev, chiến thắng ấn tượng trước team Ziu chính là sự khẳng định tới toàn thể hạng cân 70kg. Anh cho biết sẵn sàng đấu bất kỳ ai, miễn người đó có đai. Murtaza Aliyev đã nhắc tới một số cái tên nổi bật hạng cân này như Terence Crawford, Jermell Charlo, thậm chí cả Canelo Alvarez ở hạng siêu trung. Có thể thấy với màn trình diễn sức mạnh đáng sợ của Murtaza Aliyev, hạng dưới trung 70kg đang cực kỳ hấp dẫn. Chúng ta có nhà vô địch WBC, WBO, Sebastian Fudora, Murtaza Aliyev cầm đai IBF, Terence Crawford có đai WBA. Ngoài ra là một loạt tên tuổi đẳng cấp khác như Serhi Buhachuk, Israel Makhachev, Aaron Spence, Virgil Ortiz. Ngoài ra, nhà cựu vô địch tuyệt đối hạng này là Jermell Charlo cũng đang sẵn sàng trở lại vào cuối năm nay. Chúng ta cùng chờ các diễn biến mới ở hạng cân hấp dẫn này. Phần cuối clip này thêm một chút chi tiết gia vị về trận Fury Usyk tái đấu vào tháng 12. Fury đã thẳng thắn nói luôn kế hoạch của mình trước trận tái đấu Usyk. Fury mới đây đã một lần nữa khẳng định tinh thần của mình trước trận tái đấu Usyk tháng 12 tới. "Không có gì bí mật cả, tôi sẽ đi săn anh ta. Sẽ là anh ta hoặc tôi nằm xuống. Tôi chưa bao giờ bị ngại knockout cả. Tôi luôn đặt mình lên làn danh giữa knockout và bị knockout. Tôi nghĩ nếu trận đấu về tính điểm sẽ khó có cơ hội. Do đó, tinh thần là knockout anh ta." Đó là chia sẻ rõ ràng của Fury về màn trả thù của mình sắp tới. Theo anh em Fury có làm được không? Đừng quên chia sẻ ý kiến của mình. Và hãy theo dõi bình luận viên Trần Hùng trên kênh Tin Tức Khám Phá với rất nhiều thông tin hấp dẫn khác. Hẹn gặp lại trong các video sau.